Dạ em xin chào mừng quý cô chú anh chị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của trường Phú Tân 2. Thì em chúc quý cô chú anh chị và bạn đang xem trên kênh YouTube của trường Phú Tân 2 một lời chúc là tràn đầy hạnh phúc, nhiều niềm vui và thành công trong công việc, một ngày mới vui tươi. Thì hôm nay em đã có mặt tại chợ Hòa Lạc để em chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về quang cảnh và không khí của chợ Hòa Lạc diễn ra trong buổi sáng hôm nay. Thì đây là cống Phú Bình Hòa Lạc, đây là cống Hòa Lạc quý cô chú anh chị và bạn. Thì đây là đường về Tân Châu, đây là cầu Hòa Lạc quý vị, còn bờ bên kia là Khánh Hòa của huyện Châu Phú. Đó là vùng bảy núi Sơn Hùng Vĩ vậy. Thì còn đây là Hòa Pha Khánh Hòa. Hòa Khánh Hòa là nơi đưa khách sang sông giữa huyện Châu Phú và huyện Phú Tân. Thì đây là Hòa Pha Sắc quý vị. Còn hướng này là hướng về Phú Bình, Bình Đông và thị trấn Phú Mỹ. Thì chợ đang diễn ra khá tấp nập với tại chân cầu này quý vị. Thì sau đây trường Phú Tân 2 xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng theo bước chân trường Phú Tân 2 để xem quang cảnh của chợ Hòa Lạc như thế nào nhé. Xin mời. Dạ em đã tới chợ Hòa Lạc. Đây là phà Khánh Hòa. Đây là hướng về đi qua Châu Phú, huyện Châu Phú gì, đi các huyện thị thành Chi Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc, Long Xuyên, Châu Phú. Thì đây là tuyến đò Khánh Hòa, đò sắt quý vị. Thì còn đây là hướng về chợ Hòa Lạc. Thì bên trong chợ là chỗ hai cây trụ đài quý vị. Còn đây là bán lề đường. Thì diễn ra khá là tấp nập quý vị. Thì chợ chưa được xây dựng lại quý vị. Đây là gian hàng xe trái cây của cô. Còn các hoạt động diễn ra dưới chân cầu là các quán cà phê, tiệm tạp hóa và các quán ăn. Thì sau đây mình mời quý cô chú anh chị và bạn cùng theo chân trường Phú Tân 2 để trường Phú Tân 2 chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về chợ Hòa Lạc. Dạ em đã tới chợ Hòa Lạc. Thì đây là chợ, do chợ chưa được xây cắt lại, chợ cũ thì nằm gần sát chân cầu quý cô chú anh chị và bạn. Thì bây giờ là chợ này được dời vào chỗ nhà văn hóa. Thì đây là đường vào chợ. Thì đây là hướng ra phà
Khánh Hòa quý vị. Thì dọc hai bên đường thì các thức ăn đồ uống cũng được bày bán khá là đầy đủ. Còn đối diện xéo chợ thì đây là có trường Hòa Lạc quý vị, trường cấp 2. Đây là quang cảnh của chợ, đây là hướng về xã Phú Thành và đi về Tân Châu cũng được luôn quý vị. Thì chỗ chợ này có giữ xe quý vị, thì mình tới đây bắt gặp gian hàng bán khoai đầu tiên quý vị. Chợ này chắc chiều có hoạt động không gì? Có ngày mà. Có ngày luôn hả? Dạ. Rồi chắc chiều nhiều hết lượng khách đó. Dạ. Rồi, chừng nữa vô kênh. Ồ. Rồi chừng nữa vô kênh chùa Phú Tăng 2 ủng hộ chú nha. Dạ. Dạ. Chụp chi nhiều nhiều thôi, nó coi nhiều kìa. Đó. Tiền mà. Rồi để chừng nữa chú cho con tấm hình đẹp luôn. Dạ cháu. Hả? Xong rồi, chú đang quay. Chừng nữa vô kênh với chú xem đi. Trường Phú Tăng 2 chị. Trường Phú Tăng 2. Gì vậy? Chưa nữa hả? Rồi, đứng đây đây, khoan khoan nè. Rồi chưa? Rồi chưa, kiểu nào nữa không? Rồi chào hai con nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi. Không, chú không có nuôi. Đây là cá lóc của gì? Đây là gian hàng cháo lòng. Cháo lòng nữa đi. Cháo lớn luôn nè. Mình thường bán ở đây hả chị? Gian hàng bom. Đây là thịt heo quý vị. Cái này cái gì chị? Dạ. Cá bóng với cá lòng tông hay gì chị? Cá bóng với cái heo quý vị. Ủa cái mấy cái này là gì? Cái này bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm quý vị. Đây là gia hàng tập quá.
con mới ghé ngoài rồi con đâu biết trong đây đâu. Con hỏi người ta chỉ vô đây. Dạ, gian hàng trứng của cô các loại luôn. Hộp vịt, hộp trứng cút, hộp gà. Đây là bán gà sống nuôi. Trường Phú Tăng 2. Dạ, trường Phú Tăng 2. Trường. Chợ nào cũng quay chị ơi. Chị bán gà có vịt không chị? Gà gà lấy vịt, vịt lấy gà. Cái con nào biết con gì không biết nữa mà nó có mỏ. À, con vịt, vịt nào quý vị? Sáng chị đang mang vịt nha. Quay đường mẫu đưa người mẫu có sao không? Quay chị đang mang vịt. Cái này cá gì chứ? Nhìn với cá he. Nhìn với cá he. Chị đó mình ép thịt thấy vậy thôi chị. Dạ. Chị cho em quay chút nha. Khá là bài bản quá. Thì em cảm ơn chị nha. Quay lên xỉa cá với chị đó, chị không chồng đó, quay lên cho anh nào rồi dòm chị được thì gà luôn. Gà chị luôn. Quay con chợ Hòa Lạc mày quá. Con cá rồi, cá được 3 ngàn. Mày chẳng 15 ngàn đi, 400 gram đi 15 ngàn luôn. Dạ, có 1 ngàn. Mấy con? Bốn con này lốt rồi. Tư không à, khỏi sợ. Cái gì vậy? Cho hai con cái đó là 7 giờ rưỡi không giác vậy đó. Mua gì không con? Anh quay á, anh quay là anh phải mua cá nha. Dạ em ăn tương. Cá quá không ai ủng hộ cho ha. Quá ế rồi bỏ cho Hòa Lạc đi. Cá lóc cá hồng con. Lóc lóc này nuôi cái gì vậy? Nuôi ớt, ố chuột, này chuột. Tôm, tôm sông hay gì? Tôm sông. Cá hồng, cá hú. Cá hú. Dạ. Rồi con cá hồi gì nha. YouTube. Dạ không. Cá rô hả chị? Cá rô non thả đó. Cá rô non thả.
Đây là chuột. Nó lên. Cái này cũng đồng giá. Cái cánh thì 100, cái đùi cũng bán y giá như cái mình luôn. Không, cái này của em là trường Phú Tăng 2. Trường Phú Tăng 2. Chưa mới làm à. Mấy thằng kia mới nhiều. Mấy thằng lừa được vài chục củ rồi chứ. Dạ chưa. Ủa gì đó hả? Ếch này ếch đồng hết, ếch nuôi bự với... Đây là ếch nuôi. Có mắm nữa nè. Mắm cái gì vậy? Cá linh và cá chuốt. Cá linh và cá chuốt tay luôn nha. Cô. Dạ. Rồi, cảm ơn. Làm sẵn luôn cái gì? Vô lóc. Lương thì các chợ thì trong buổi sáng thì mình đều thấy là có những đồ đồng của gì, nhiều mặt hàng đồng. Rồi cái này cái gì vậy chị? Dạ. Đâm xong mới vậy chị? Cá chạy oxy. Lóc nuôi cái gì vậy chị? Rồi cái đó gì hả chị? Rắn gì ạ? Rắn bông súng có trứng luôn. Ờ, có trứng luôn nè quý vị. Dạ, trứng nè. Mở nè. Dạ. Trứng. Rắn bông súng nè. Cái này mình... Cái mình á. Dạ, cái này mình đặt hay là mình sao? Của người ta mình mua. Mua lại ha. Dạ. Mới vợ cho anh chờ có trả không kìa. Trứng luôn nè, không luôn chứ rồi. Dạ. Ở đây cũng nó luôn cái gì hủ gắn buông xuống luôn vậy. Buông xuống có trứng rồi kìa. Đó, gắn này nè. Gắn này nè, đem về cho ba đi rồi đó. Có cút nha. Cút luôn. Còn cá này. Dạ. Chập bông hả? Ờ, cái này cá gì muối vậy chị? À, bà ơi, muối chú ơi. Cá đủ lưới chưa đó. Dạ. Dạ, có ơi chị nhiều ha. Dạ, ốc. Bước chân miền Tây hả? Đây là mực hay là tô kia chị? Cái này cũng bán có nhiều đồ. Còn cá này cá gì chứ? Cá dinh muối. Dạ, dinh muối hả? Dạ. Dạ.
em cảm ơn chị nhiều. Đó, gắn chưa? Đó, gắn rồi chưa? Gắn có trứng đàng hoàng đấy nè. Dạ. Không súng đó. Rồi chị cầm lên được không? Cầm chị cầm tay này, em cầm quay dữ không? Rồi dạ. Nè đó. Ờ, không chị kia cầm con luôn. Nguyên con luôn hả? Dạ. À, đó, nó còn súng đá luôn. Thấy chưa? Rồi, rồi, rồi em cảm ơn chị. Rồi. Dạ đúng rồi. Đây là bưu điện xã luôn. Đây là bán đồ hải sản. Đây là heo. Gan heo, nội tạng heo. Đây là gian hàng mắm các loại luôn, mắm ruột cũng có, dưa mắm. Đây là gian hàng thịt heo. Còn đây là hấp quá. Đây là gian hàng rau củ. Thì chợ này tuy nhỏ nhưng cũng bán nhiều đồ khá là đầy đủ. Gian hàng rau củ. Có nạo dừa nữa luôn. Chào chị. Đây là bánh. Lên YouTube. Cô này bán xài. Cô này bán bánh xèo nè quý vị. Bán bánh xèo nè. Xèo ngon không ăn chứ. Quý vị bánh xèo mới được.
Cái gì? Thì bánh xèo, nó bán bánh xèo chứ có gì đâu. Nhưng thịt hay cô? Nhưng thịt. Dạ. Nhưng thịt với nhưng tép. Dạ. Dạ, ngon cái gì rồi, vàng luôn. Ăn đây ngon lắm. Quay lên nó tấp cho người ta ăn mà tôi thấy ta ăn. Cô bán ở đây luôn hả? Đây luôn, trời, chờ giờ với mãi người nghỉ. Dạ, bao lâu rồi con? 2 năm mấy rồi. Dạ, con người địa phương đây luôn hả? Dạ, địa phương đây luôn. Dạ. 2 năm mấy rồi. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ. Cái này gì? Cái tàu khoai đó, bán không được thì bỏ. Tàu khoai hả? Dạ. Tàu khoai cao. Tàu khoai cao nè. Công cụ một chỉ bán đồ đồ nữ đồ nữ gì? Nhiều lắm. Hàng bánh. Đây là gian hàng bán đồ. Chồng. Cốc non. Gian hàng bún cá bún cua gì gì cô? Ốc bắn hay gì vậy? Dạ. Rồi, cảm ơn gì? Bà ăn vô rồi mà bà không không nghe. Đây là bán phụ kiện nữ. Cô gặp xưởng, xưởng gì đó chị? Xưởng heo. Mẹ nó còn nhỏ hay? Không biết mẹ nó còn nhỏ. Không biết.
ra hàng đủ thứ, thịt, trứng, cả bằng dưa. Con biết ăn mà, hồi lúc con quay. Con gì đó? Quay đi. Quay. Quay đây, quay quay đây, quay là nó quay đờ, nó đừng quay chủ. Đừng quay chủ. Quay kia. Đây là tôi đất của mình. Cấp 3. Nó vô cấp 3 thì già rồi gà. Nhiêu rồi? Ơi để nghe nghe cái mắt của ta. Nó cái mắt nhiêu à? Mắt cái này ngại bún rồi. Chú không quen nhỏ bán đồ tương rồi là chú. Từ từ tới. Rồi bào sẵn luôn đi. Quay ra đó. Quay một người nè. Nó vừa bán được gì cho cái nó gấp mắt thì chết không? Này quánh nó vừa không? Đây là gỏi làm sẵn để về mình làm luôn quý vị. Mình mua mình tò chế luôn. Chị này bán ra hàng tương nè. Quay đồ thôi, quay người lên phố mình chơi nha. Ba bao con luôn, con thích uống gì cũng có. Lên đây bỏ món ngon hơn cà bữa mình con. Dạ, yeah, đồ tương quý vị. Chợ này được sắp xếp ở trong thì trong thì bán rau cải các loại, còn dọc bên kia, dọc hai bên đường đi vô thì bên phải của mình thì bán cá, bên trái thì bán quần áo. Quay cái gì đó chú đừng có quay. Quay đồ. Quay đồ chợ nào mà không dơ, chủ yếu là quay đồ để chia sẻ cho bà con. Đâu mà đi quay gì? Dạ ở Phú Tăng. Dạ. Đây là bánh ít. Cái này cái anh kêu hai con có quay à. Anh nào đâu không bảo quay cho anh đó nhìn. Làm liền như vậy cái chuyện này ta. Chuyện này ta làm thiệt ra đâu làm giả dối trong hổng à. Cái ba gửi qua cái 10.000 đi chậu lạc hấp quan xã Hồ Lạc Nguyễn Quốc Đăng tỉnh An Giang. Rồi con cảm ơn chú nha, cảm ơn anh luôn nha. Dạ chúc bà anh may mắn. Dạ rồi cảm ơn bà này để chiều ăn. Cái đó là con không có nói ha anh chú. Cái này là lá mối gì? Lá sâm hả? Đây là lá sâm quý vị. Chút nữa nói sao mà coi được cái đó. Trường Phú Tăng 2. Trường Phú Tăng 2. Dạ. Đây là gian hàng bán gà dĩ vịt. Còn bịch này bịch đi. Mắm hả? Mắm cá linh cá chốt. Dạ. Đây là bịch mắm cá linh cá chốt nha. Thì quý cô chú anh chị bạn nào có đi chợ Hòa Lạc trong chỗ khu vực nhà văn hóa thì ghé ở đây mua đầy đủ các mặt hàng luôn.
trường Phú Tăng. Dạ. Mẹ con cái này cũng khỏe hả? Cái bà hai này bà bán đắt lắm rồi chú. Anh rất chợ ở đây hả? Ông quay bà này lên cho lâu đi, có ai luôn nữa không? Rồi sau đây mình mời quý cô chú anh chị các bạn cùng ra bên ngoài để chia sẻ quang cảnh ở bên ngoài cho quý cô chú anh chị các bạn cùng xem. Cơm này thơm gì chú? Cơm xanh. Các cậu hả? Cơm các cậu. Đây là gia hàng trái cây. Trong đây chính giữa lòng chợ có bán quần áo thôi. Ồ bán đây hả? Đây là gian hàng mùng mền gói của bạn mình nghe gì thì sau đây trường Phú Tăng 2 xin kính mời quý cô chú anh chị và bạn cùng nhìn lại quang cảnh của chợ Hòa Lạc tại trung tâm nhà văn hóa để trường Phú Tăng 2 được kết thúc video trong buổi sáng hôm nay. Thì đây là tuyến đường liên tỉnh liên xã của gì, đây là về xã Phú Bình. Ờ, xã Phú Thành. Còn đây là trung tâm xã Hòa Lạc. Thì đây là quang cảnh của chợ. Chợ này được giờ vô cho nhà văn hóa quý vị. Đây là nhà văn hóa quý vị. Nhà văn hóa của xã Hòa Lạc. Thì đây là quang cảnh của chợ. Thì dọc hai bên lề đường đều được bày bán các mặt hàng. Còn đây là hướng về đò Khánh Hòa đi Châu Phú quý vị. Thì đây là quang cảnh của chợ Hòa Lạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì trường Phú Tăng 2 xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại ở quý cô chú anh chị và các bạn ở những video chợ tiếp theo. Thì một lần nữa trường Phú Tăng 2 xin mời quý cô chú anh chị và các bạn nếu thấy video hay thì cho trường Phú Tăng xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho trường Phú Tăng 2 có động lực làm video chợ tiếp theo. Thì xin chào và hẹn gặp lại. Shall we have breakfast together?